Tập 21. Em gì tâm hả? Mình đợi đã. Này, thuốc này mình nhớ biếu ông giám đốc bệnh viện đấy nhá. Mình nhanh nhanh lên, không lại không kịp lên xe. Tôi nhắc mình suốt rồi, thế mà mình vẫn quên mang rượu. Đúng là... Cháu chào cô. Diệp Thanh có nhà không ạ? Cháu muốn gặp cô ấy. Nó không có nhà. Mà có, nó cũng sẽ không gặp cậu. Là thế này ạ. Chú nhà đã nói với cháu là cháu và Diệp Thanh có thể viết thư và gọi điện thoại cho nhau. Nhưng 3 tháng nay cháu không hề có tin tức của cô ấy. Cháu muốn biết cô ấy có khỏe không? Nó rất khỏe. Cảm ơn cậu. Cậu có thể đi được rồi. Cậu định làm gì? Cậu muốn gì? Cháu biếu cô chú ít quà, mong cô nhận cho. Không cần. Cô, số quà này cô hãy nhận đi ạ. Tôi đã nói với cậu là chúng tôi không cần. Đây là thư Diệp Thanh viết cho cậu. Chúng tôi không biết cậu ở đâu, nên không biết gửi cho cậu bằng cách nào. Những cái này Thanh Thanh trả lại cậu. Nó còn chẳng buồn đọc. Diệp Thanh viết cái này sao? Đúng là nét chữ của cô ấy. Mình không tin là cô ấy viết. Mà kể cả có đúng là cô ấy viết, thì cũng vì bị mẹ cô ấy ép. Cậu định thế nào? Đi tìm cô ấy. Nghe chính cô ấy nói với mình. Lôi Lôi, hôm nay mình gặp chị Hoa. Chồng chị ấy làm cùng phòng mình. Nghe chị Hoa nói Diệp Thanh bị phân về bệnh viện huyện Lâm. Cái gì? Cô ấy bị phân về bệnh viện huyện Lâm. Diệp Thanh. Diệp Thanh. Đi. Về nhà với bố. Về đi con. Về rồi đấy à? Mẹ dọn dẹp phòng cho con rồi. Con đi nghỉ đi.
Chào cô. Cho tôi hỏi Diệp Thanh có ở đây không? Cậu là gì với cô ấy? Tôi là bạn trai của cô ấy. Đứa bé trong bụng Diệp Thanh là của cậu đấy à? Cậu bao nhiêu tuổi chứ? Đủ tuổi kết hôn chưa? Cái gì? Sự việc vẫn chưa sáng tỏ. Mình đừng cuống lên. Tôi nghĩ Diệp Thanh không phải không biết giữ chừng mực như vậy đâu. Cái thằng lưu manh này, ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà, cậu ta chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Diệp Thanh bị mù mới muốn sống cùng cậu ta. Lần này thì hay rồi. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Sau này biết làm thế nào đây? Lôi lôi, cậu sao vậy hả? Cậu mở cửa. Mình khẽ thôi. Bây giờ con nó yếu lắm, đừng gây thêm áp lực cho nó. Cả mình nữa. Trong nhà có chuyện gì mình cũng mặc. Nếu Diệp Thanh tránh xa thằng lưu manh đó sớm thì đã chẳng có ngày hôm nay. Mẹ chửi ai đấy? Con im miệng cho mẹ. Đã thế này rồi mà con còn già mồm à? Con có còn biết xấu hổ không hả? Ai không biết xấu hổ? Mình bớt nói đi. Dựa vào đâu mà mẹ nói con như vậy? Người khác nói con như vậy, mẹ cũng nói con như vậy. Mẹ có phải là mẹ con không? Con còn biết chỉ trích bố mẹ nữa cơ à? Mẹ đã nhắc nhở con rồi là đừng có đi theo thằng lưu manh đó. Con không nghe, cứ thích ở bên cậu ta. Bây giờ thì hay rồi, một đứa con gái chưa chồng mà chửa. Hay quá đấy. Giờ thì cả thế giới này đều biết, để xem con làm người thế nào. Con có biết xấu hổ không hả? Con đã làm bố mẹ mất mặt rồi, con biết không? Mẹ biết cái gì mà nói con như vậy? Con không làm gì cả. Tại sao mẹ lại không tin con? Diệp Thanh, đừng con. Bố nói với mẹ, con và Lôi Lôi rất trong sáng, không có cái kiểu như mẹ nghĩ đâu. Chúng con không làm việc gì đáng xấu hổ cả. Hơn nữa, con rất yêu Lôi Lôi. Cho dù có gì đó với cậu ấy, con cũng không hối hận. Nhưng đúng là chúng con không làm gì. Chúng con không làm việc gì đáng xấu hổ cả. Mẹ không có lý do để nói con như vậy. Con đi đâu? Con ra ngoài đi dạo. Cậu đừng uống nữa được không? Không phải của mình. Mình không làm gì cả. Đông Tây Nam Bắc còn chưa phân biệt được. Sao lại ra một thằng lôi lôi con được?
Sao có thể như vậy được? Chỉ là nói chuyện ban đêm thôi mà. Không nói nữa, cậu về đi. Đúng, đúng thế. Cậu nói kiểu gì mà kỳ cục thế? Cậu nói thế thì nghiêm trọng rồi. Nếu đứa bé đó không phải là của cậu thì khác nào cậu đang chỉ trích vợ cậu. Nhảm nhí. Vợ mình là người phụ nữ trong sáng nhất, là người yêu mình nhất trên đời này, cậu biết không? Cô ấy không thể nào làm chuyện đó được. Ôm nhau, hôn nhau, đụng chạm một tí thì có thai được không? Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ấu trĩ. Mình cũng cảm thấy không thể nào. Chẳng phải cậu và cô ấy đã ở với nhau một đêm sao? Hay trong lúc nằm mơ đã làm cái gì đó? Người ta canh chừng cẩn mật như vậy, lại còn có hai con chó canh ngoài cửa nữa, làm được cái gì? Đừng tự giày vò mình nữa. Bây giờ quan trọng nhất là cậu phải đi tìm Diệp Thanh, hỏi cô ấy thật rõ ràng, mình không đi. Cậu sợ cái gì chứ? Theo cậu thì mình sợ cái gì? Mình sợ cái gì hả? Gặp phải chuyện thế này cậu cũng đi hỏi bạn gái cậu à? Hỏi rồi, nhỡ thật thì làm thế nào? Làm thế nào á? Cả đời không gặp nhau nữa. Đầu to, theo cậu, có phải cô ấy không yêu mình không? Lôi Lôi, mình ghét nhất bộ dạng sợ sệt thế này của cậu đấy. Vẻ oai phong của cậu biến đâu mất rồi? Cậu đừng quên, cậu là kẻ không ai đánh bại được. Mình chẳng sợ cái gì cả. Mình sợ cái gì? Mình sợ cô ấy lừa dối mình. Gặp cô ấy, mình biết nói thế nào? Mình nói cái gì đây? Đi uống rượu đi. Anh đây rồi. Em nhớ anh chết mất. Ai đấy? Giả vờ cái gì? Em gọi điện cả ngày sao anh không nghe? Sao chúng ta cứ lệch pha nhau thế nhỉ? Đầu to, anh cũng ở đây à? Bỏ ra. Tối nay em có một vụ tụ tập, đi cùng đi. Nhanh lên, đi thôi. Bỏ ra. Anh không đi. Giúp em với, nhanh lên. Lôi Lôi, nhớ anh quá đấy. Bỏ anh ra, anh không đi. Bỏ anh ra, xe em ở đằng kia. Bỏ tay ra. Tối em sẽ đưa anh đi gặp bạn bè em. Diệp Thanh. Diệp Thanh, cô đến tìm Lôi Lôi sao? Tôi thấy hai người đi nói chuyện với nhau. Nói chuyện gì? Nói gì thì chắc cô phải rõ chứ. Hôm nay cậu ấy đã đến bệnh viện huyện Lâm. Bây giờ cậu ấy đang rất đau khổ. Trong lòng cô nghĩ gì? Tôi không rõ. Nhưng tôi biết Lôi Lôi tuyệt đối không tin là có chuyện đó.
Đừng nói nữa. Diệp Thanh. Diệp Thanh. Hay chúng ta gọi điện cho Hàn Dương. Mình không sợ chuyện này đồn ra ngoài sao? Tôi lo quá đâm lẩn thần. Chuyện này không thể để Hàn Dương biết được. Con gái mình. Đừng nói nữa. Mình đi đâu? Tôi còn có thể làm gì được nữa? Chúng ta hãy đến nhà thằng lưu manh đó. Sao cậu cứ gõ cái đó mãi làm gì? Đau hết cả đầu. Dở hơi. Ừ đấy, đầu to. Anh vừa nói chuyện với ai vậy? Người tình cũ à? Khai mau. Anh dừng lại đằng trước được không? Lôi lôi, xuống cùng mình. Sao vậy? Xuống cùng mình, nhanh lên. Cái thằng lôi lôi này, về nhà cũng chẳng nói chẳng rằng. Nó quên mất mẹ nó thật rồi. Nó không gây chuyện cho mình là tốt lắm rồi. Mình còn kỳ vọng gì ở nó nữa? Tôi thấy trên đời này mỗi mình là đánh giá thấp con trai mình thôi. Tôi nói cho mình biết, sớm muộn gì con trai mình cũng trở thành nhân vật cỡ bự cho mà xem. Đến lúc đó mình có muốn nhận cũng muộn rồi. Nó không bị vào tù là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Lôi lôi có phải con trai mình không? Đang yên đang lành mình rủa nó làm cái gì? Thôi được rồi, đừng càu nhàu nữa. Mình mau dọn đi. Ai thế nhỉ? Lại đến vào lúc này. Để tôi đi xem. Mời. Mời anh chị. Cậu kéo mình xuống làm gì? Mình đã gặp Diệp Thanh. Cậu nói cái gì? Mình đã gặp Diệp Thanh. Cậu gặp cô ấy ở đâu? Ngay dưới nhà cậu. Cô ấy đến tìm cậu. Sao cậu không nói với mình từ lúc nãy? Vừa rồi cậu đi cùng Xa Xa. Mình nói thế nào đây? Mình đi cùng Xa Xa thì sao không thể nói được? Có thể mình đã nói sai điều gì đó. Cậu mau nói đi. Cậu làm mình sốt ruột quá. Mình dám thề trước Mao chủ tịch là mình không nói gì cả. Mình chỉ nói cậu đã đến bệnh viện huyện Lâm. Mình bảo cô ấy hãy nói chuyện với cậu. Thế là cô ấy giở mặt. Cậu nói với mình những chuyện này làm gì? Để mình phải khó xử thế này cơ chứ. Cậu đi đâu đấy? Đi tìm cô ấy. Lôi lôi. Sao vậy? Lôi lôi lại lên cơn gì vậy? Liên quan gì đến em? Cả ngày chỉ biết chơi bời. Anh thần kinh đấy à? Lôi lôi. Dựa vào đâu mà anh chị nói đứa bé đó là con của lôi lôi nhà chúng tôi? Chị nói thế là thế nào? Con gái tôi trong trắng, người duy nhất nó qua lại là con trai nhà anh chị. Đó là chị nói. Ai biết nó qua lại với bao nhiêu người chứ? Chị... ngậm máu phun người. Có gì thì từ từ nói. Mình ngồi xuống đã. Đúng là không thể nói chuyện với chị được. Đừng cãi cọ. Cãi cọ thì giải quyết được vấn đề gì? Phó thị trưởng, anh đã hứa với tôi là con trai anh sẽ không quấy rầy, sẽ không làm tổn thương con gái tôi nữa, đúng không? Nhưng kết quả thế nào? Kết quả là cậu ta đã làm cái chuyện đó. Con gái tôi còn trẻ, cuộc đời nó sẽ thế nào đây? Anh chị đã từng nghĩ chưa? Thế chị muốn thế nào? Muốn đổ cho con trai tôi phải không?
Tôi nói cho chị biết, tôi rất hiểu con trai tôi. Con tôi không có kinh nghiệm, cũng chẳng hiểu chuyện quan hệ nam nữ. Nếu không phải con gái chị thích con trai tôi, thì con trai tôi có thích con gái chị không? Chị cũng chẳng phải người tử tế gì. Chị, ngồi xuống. Ngồi xuống. Phó thị trưởng, tôi chẳng có gì để nói với vợ anh cả. Tôi chỉ hỏi anh, việc này anh có giải quyết không? Nếu anh không giải quyết, chúng tôi sẽ lên thành phố, lên tỉnh nói chuyện. Đàn quấy, vô lý đùng đùng, mình đừng nói nữa có được không hả? Sự việc này xảy ra quá đột ngột. Tôi muốn hỏi chị, về chuyện này chị có chứng cứ gì không? Ví dụ, chứng minh của bệnh viện hay nhân chứng nào đó? Hay chị chỉ nghe người ta nói? Đúng thế, dựa vào đâu? Mình đừng nói nữa. Việc thế này làm sao có nhân chứng được? Tôi là mẹ, tôi là người rõ nhất. Người duy nhất mà con gái tôi qua lại là con trai anh. Nó có vấn đề trong chuyện đó thì chắc chắn là con trai anh. Chị nói vậy tôi không hiểu lắm. Ý chị là con trai tôi cưỡng bức con gái chị đúng không? Anh nói thế là có ý gì? Ý tôi là anh chị chỉ trích con trai tôi cái gì? Anh chị nói nó cưỡng bức con gái nhà anh chị làm những việc không nên làm, hay là hai cô cậu trẻ tuổi ở bên nhau nhất thời không làm chủ được? Cho nên đây là vấn đề có tính nguyên tắc. Nếu là vế trước đó là phạm tội, còn nếu là vế sau thì chứng tỏ thanh niên bây giờ. Phó thị trưởng, anh đang bao che cho con trai anh phải không? Toàn bộ sự việc anh hiểu rất rõ. Từ đầu đến cuối chỉ có con trai anh quấy rầy con gái tôi. Bây giờ người bị hại là con gái tôi. Chị muốn thế nào hả? Chị muốn con trai tôi đi tù vì chuyện này ư? Tôi muốn cậu ta phải chịu trách nhiệm. Tôi muốn anh chị phải chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thế nào? Anh chị ghét con trai tôi như vậy, chúng nó đâu có thể lấy nhau được. Chị bảo chúng tôi phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Nếu anh chị muốn chúng tôi bồi thường thì cứ nói. Chị, chuyện lớn cả đời của con gái tôi, anh chị lấy cái gì ra bồi thường? Xin chị bình tĩnh, tất cả chúng ta đừng lên nóng. Tôi đề nghị thế này, hãy nói chuyện với bọn trẻ trước, làm rõ chuyện này rồi hãng quyết định. Dĩ nhiên tôi vẫn khẳng định, nếu con trai tôi không đúng, tôi sẽ trừng phạt nó. Nếu đúng là nó phạm tội, tôi sẽ giao nó cho cơ quan công an. Tôi sẽ không dung túng cho nó đâu. Đi thôi. Phó thị trưởng, anh là lãnh đạo, anh nói lời phải giữ lời. Mình không thể chỉ nghe lời nói từ một phía được. Thằng khốn đó ở đâu? Em muốn nói chuyện với anh. Ngoài này lạnh lắm. Vào nhà đi. Nói ở đây thôi. Em không cần. Em sao vậy? Sao cái gì?
Tại sao em lại xa lạ như vậy? Em ghét anh à? Em đến đây không phải để nói với anh chuyện đó. Thì em đến để nói chuyện gì? Anh về lúc nào? Từ đâu về? Từ Bắc Kinh hay từ huyện Lâm? Anh nói thế là có ý gì? Anh sợ nhìn thấy em xa lạ, lạnh lùng như vậy lắm. Dường như chúng ta không quen biết nhau, mà là kẻ thù vậy. Em muốn đến hỏi anh, anh nhìn nhận sự việc này thế nào? Anh nhìn nhận em thế nào? Nếu anh nghi ngờ em, dù chỉ một chút xíu cũng không sao. Em sẽ không miễn cưỡng anh. Anh là đàn ông. Anh rất rõ chuyện xảy ra giữa chúng ta. Anh đến bệnh viện tìm em. Họ đã nói với anh chuyện này. Anh tin tưởng em hơn bất cứ người nào. Có điều anh rất buồn. Anh muốn đi tìm em, nhưng anh không dám. Anh sợ. Có lẽ em không còn yêu anh nữa. Vừa rồi trên đường về, anh tìm em mà không thấy. Anh gần như phát điên lên. Nếu vẫn không tìm được em, anh vẫn sẽ tiếp tục tìm. Kỳ thực anh chỉ muốn nói, nếu chuyện này là sự thật, chỉ cần em đồng ý. Câu này của anh là có ý gì? Anh muốn được ở bên em. Còn một việc nữa. Nếu em yêu người đàn ông khác, em phải cho anh biết. Anh ghét nhất là em lừa dối anh. Anh cũng thế. Anh không được lừa dối em. Không đâu. Anh sẽ không bao giờ thôi yêu em. Em cũng thế. Anh không tin em phải không? Anh vẫn đang nghi ngờ em. Đâu có. Làm gì có chuyện. Em là vợ anh. Anh không có nhà. Em ấy với không khí à? Thế mà cũng đòi là bác sĩ. Không đủ tiêu chuẩn.
Anh thôi đi, giả vờ cái gì? Nếu trong lòng anh nghĩ như vậy thì tại sao còn nói linh tinh với đầu to? Chẳng qua là anh uống tí rượu ấy mà. Anh nói gì anh cũng quên rồi. Hơn nữa, đàn ông khác đàn bà, đúng không nào? Đầu to toàn kể chuyện vợ chồng cậu ấy với anh. Nếu anh không tiết lộ cho cậu ấy một tí chuyện của vợ anh thì có gọi là anh em không? Đầu to cũng nói là không có chuyện gì. Anh còn nói nữa, chuyện của em từ nay em không được nói lung tung với người khác. Nếu không em sẽ không khách sáo với anh đâu. Nghe rõ chưa? Rõ rồi, rõ rồi. Không rõ sao được, đến bà cụ 80 tuổi cũng nghe rõ. Mau vào nhà đi, đừng để bị lạnh. Em không vào. Ngoài này lạnh lắm. Vậy được, anh đưa em về. Không cần. Nhà cũng không về. Hay đi khách sạn nhé. Cũng không được. Đến đó phải có giấy giới thiệu hoặc đăng ký kết hôn cơ. Nói vớ vẩn cái gì thế à? Cười rồi chứ gì. Lạnh lắm. Thế thì chúng ta cứ coi chỗ này là ký túc xá công cộng, có ranh giới rõ ràng, không ai được đụng vào ai. Thế nào? Mau nghe lời anh đi. Trời lạnh thế này, vừa anh lạnh tóm thì làm thế nào? Đi, đi thôi, ngoan nào. Bố có thể nói chuyện riêng với Diệp Thanh được không? Cháu ngồi đi. Bố mẹ cháu vừa đến nhà bác nói chuyện của cháu và Lôi Lôi. Mẹ cháu nói gì, làm gì, nhiều lúc hơi phiến diện. Bác đừng để bụng thái độ của mẹ cháu. Điều này thì bác biết. Bác muốn hỏi cháu, cháu định cứ làm theo ý mình, không thuận theo ý bố mẹ cháu phải không? Không phải à? Cháu tôn trọng bố mẹ cháu, nhưng bố mẹ cháu cũng nên tôn trọng cháu. Cháu và Lôi Lôi, cháu rất yêu anh ấy. Anh ấy... Lôi Lôi là con trai, làm chuyện gì cũng không nghĩ trước nghĩ sau. Nhưng cháu là một cô gái, lại đã tốt nghiệp đại học. Cháu biết suy nghĩ hơn nó và cũng chín chắn hơn nó. Cháu có chắc hai đứa ở bên nhau là thích hợp không? Lôi Lôi chẳng phải đứa ngoan ngoãn gì đâu. Cháu và anh ấy rất hợp nhau. Cháu thích anh ấy và cũng rất hiểu anh ấy. Thế sau này, cháu đã nghĩ đến sau này chưa? Chúng cháu sẽ lấy nhau à? Con lại đây cho mẹ. Mẹ bỏ tay ra. Con làm gì nó thật đấy à? Cái thằng ngu này, mẹ đã nói với con rồi. Con bé đó không đàng hoàng, sao con không nghe lời thế à? Bây giờ thì hay rồi, nó đổ vạ cho con rồi đấy. Sao lại bảo là đổ vạ? Cô ấy sinh cho mẹ một thằng cháu bụ bẫm, mẹ lại chẳng ôm vội ấy. Đúng là của con à? Mẹ, mẹ hẹp hòi thật đấy. Mẹ không thích con bé đó. Nhưng nếu đứa bé đúng là của con thì hãy mau kết hôn đi. Nhưng ai có thể đảm bảo được đứa bé đó là con? Mẹ,
Khẽ thôi. Nhưng bố mẹ cháu không đồng ý. Ý kiến của hai bác thế nào ạ? Hai đứa còn trẻ. Cháu không nói bây giờ. Khi nào hai bác và cả bố mẹ cháu nữa cùng đồng ý chúc phúc cho chúng cháu. Cháu nghĩ chắc bác sẽ không phản đối, đúng không ạ? Cháu hãy về đi, muộn rồi, bố mẹ cháu sẽ lo. Mẹ cô ấy làm sao? Bố mẹ dù thế nào, xuất phát điểm cũng là vì quan tâm đến con cái. Con bảo cậu Vương lái xe của bố đưa Diệp Thanh về. Lôi Lôi, Bố nói gì cũng vô ích thôi. Bố đã không nhận thằng con trai này rồi, bố còn quan tâm đến con làm gì? Nhảm nhí. Chỉ cần con họ Lôi, con không muốn làm con bố, bố cũng phải làm bố của con. Bố chỉ hỏi con một câu thôi. Diệp Thanh là một cô bé rất khá. Dĩ nhiên rồi, nghe bố nói. Con thế nào con tự biết. Con có xứng với Diệp Thanh không? Hai đứa sống với nhau có được hạnh phúc lâu dài không? Con có chịu trách nhiệm với người ta cả đời được không? Bố đâu chỉ hỏi một câu. Trả lời bố đi. Bố, trả lời. Con làm được. Thế nào, biết Diệp Thanh ở đâu rồi chứ? Ở nhà họ Lôi. Tôi vừa nhìn thấy nó đi xe của nhà họ về. Mặc kệ nó. Con về rồi ạ? Anh còn dám lượn lờ trước mặt tôi à? Muốn chết à? Anh một lòng si tình với em như vậy mà. Anh chết mà em được hạnh phúc thì anh sẽ chết ngay cho em xem. Nhưng anh có chết 1.000 lần cũng ích gì? Chẳng phải em vẫn vậy sao? Bây giờ người đàn ông em yêu đang nằm trên giường ai nhỉ? Đừng có xúc động. Khóc lóc thì ích gì? Em nên cười mà nhìn kẻ địch của em khóc chứ.